Thì đây là một chiếc đồng hồ hợp lớp Big Ben. Thân vỏ đồng hồ là titan và phần dây đeo là dây đeo cao su hoàn toàn. Dây đeo cao su nguyên khối của hãng Hublot này. Dạ anh Lân đeo thử trên tay coi thử nào. Ok em. Ui y, mà đeo lên tay em cũng được luôn á, tại vì dòng này có nhiều chị em bây giờ xu hướng sau bây giờ là thích cá tính. Thì nam đeo được mà nữ đeo được luôn, chứ không có quy định là phải cho nam. Size 41 nhưng mà chiếc cái size 41 của Hublot nó không quá to quá hàm hố. Anh thử thử cho em mượn cái tay của em đi ha. Ồ tay em đeo được luôn nè. Thì dòng Wallet sẽ có 33 và 39, nhưng mà tay em, riêng cái tay của em đeo 39 đẹp hơn. Tại vì tay em nó cân đối, nó không quá nhỏ mà không quá to, nó cân đối đeo được size 39. Và 33 cũng đẹp, và 39 cũng được. Như tay của anh nè. Hiện tại là đeo hầu như là ví dụ Rolex đi, hoặc là Romuler luôn, Hublot luôn. Đeo 38 được, Hublot 38 được, Hublot Collection Fusion đó, 38 được, mà đeo 42 cũng đẹp luôn. Rolex cũng vậy, 36 được, mà 40 cũng được, mà 41 cũng được. Tại vì tay mình nó ở mức giữa nên là đeo cái gì nó cũng hợp hết á. Một khoản chi phí rất hợp lý, hơn 200 triệu cho một chiếc đồng hồ đã qua sử dụng. Nhưng mà đây là chiếc đồng hồ đã qua sử dụng siêu lướt. Vì vậy mình nên đầu tư như vậy sẽ hợp lý về giá tiền và chất lượng. Còn nếu như những quý khách chỉ thích dùng hàng new thì mình không quan trọng về cái chi phí chênh lệch, thì cứ chọn hàng new mà dùng. Còn ví dụ như mình thích tiết kiệm để mua được nhiều đồng hồ thì tùy vào sở thích và tùy vào cái cảm xúc của mỗi người. Bởi vì thú chơi về những đồ cao cấp, đồ xa xỉ là phục vụ sở thích đầu tiên và phục vụ cảm xúc. Mình mua một sản phẩm mình phải thích và mình cảm xúc phải đã thì mình mới vui. Đó là điều tuyệt vời nhất. Thì Kỳ Lân là đơn vị chuyên về cung cấp những sở thích cảm xúc thăng hoa nhất cho tất cả quý khách hàng yêu những sản phẩm xa xỉ về đồ cao cấp luxury. Vì vậy khi mà quý khách có nhu cầu về bất kỳ những chiếc đồng hồ chính hãng từ bất kỳ thương hiệu đồng hồ chính hãng từ đất nước Thụy Sĩ nào, từ lai new đến new, thì Kỳ Lân sẽ có và tư vấn cận chi tiết cụ thể từng sản phẩm đến với tất cả quý khách.